Hôm nay là Hitachi nhà nè. Điện sáng lắm nha. Ba trái ba lăng đầy đủ nè. Đang nghe mà tắp bi radio. Hôm nay có cassette và cassette nó chưa chạy nha. Thử rồi không chạy nha nè. Phân ủy Trung ương vừa qua. Ôi bị nóng trong người, nổi trong người, tôi cần lên tàu liếc của... Đối tác quan trọng, đó lắm cho nè. Thế lực thù địch, không để lúng túng chậm sai chế, là 60 thiếu kịp thời, thiếu linh hoạt trong xử lý các vấn đề nổi lên mới phát sinh. Rất điên luôn nha. Thủ tướng yêu cầu toàn quân thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, trong đó giao nó có cái miếng che lại nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng để góp phần thực hiện mục tiêu đã được xác định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng nhà nước về quân sự quốc phòng, nâng cao năng lực.